Lợi dụng bệnh viện là nơi thường xuyên có lượng người ra vào vô cùng lớn, lên tới hàng nghìn lượt thăm khám mỗi ngày. Do đó, nhiều đối tượng trộm cắp đã xem đây là địa bàn hoạt động dễ dàng bởi sự lơ là của người dân. Trong thời gian qua, Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện. Điều đáng nói, mỗi vụ việc lại là một thủ đoạn phạm tội khác nhau. Từng làm nhân viên vệ sinh của bệnh viện Sanh Pôn, nên Trần Thị Minh Đức, sinh năm 1969, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, nắm rõ quy luật hoạt động cũng như đường đi lối lại tại các khoa phòng. Lợi dụng điều đó, Đức đã nhiều lần lẻn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản. Đấu tranh khai thác, Đức khai nhận đã thực hiện chót lọt 4 lần trộm cắp tài sản tại bệnh viện Sanh Pôn với tổng số tiền là hơn 10 triệu đồng. Số lần nhiều nhất là vừa rồi là hơn 6 triệu, có vào đấy là cũng đấy như kiểu nổi lòng tham lên đấy một lần rồi. Thế đâm ra là cũng nổi lòng tham lên thôi, cũng biết lối ăn năn hối lỗi lắm rồi. Mà cũng sợ lắm rồi ạ, không bao giờ dám làm một cái hành vi nào nữa như thế nữa. Một trường hợp khác là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai. Dù đã có tới 9 tiền án tiền sự, nhưng do ngựa quen đường cũ, lại thiếu tiền tiêu xài, nên Hà vẫn tiếp tục giở chiêu trò, mánh khóe lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Bằng thủ đoạn giả vờ có người quen là bác sĩ, có thể nhờ sắp xếp lịch phẫu thuật sớm và có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí khoảng 5 triệu đồng. Hà đã tiếp cận với hai người nhà của bệnh nhân, sau đó gạ gẫm họ chung tiền để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, mọi hành vi của Hà đã không thể qua mắt lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc Bệnh viện Việt Đức và Công an phường Hàng Bông. Tôi là một trong những người đã trực tiếp bằng công tác nghiệp vụ chuyên sâu đã mật phục, mà khi đó là chúng tôi đã bắt tận quả tang đồng chí đang giao dịch mua bán đối với lừa lọc những người nhà ở trên những quận bàn ở tỉnh lẻ về đây chữa trị. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người bệnh, người nhà bệnh nhân để tiếp cận và đưa thông tin mình có thể có mối quan hệ hoặc có khả năng tiếp cận để đề nghị giúp đỡ với, và để được thực hiện được giúp đỡ đó thì yêu cầu phía bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là phải đưa cho đối tượng một số tiền nhất định, dạng như dạng nót tay. Sau khi đưa tiền cho đối tượng thì đối tượng một là lợi dụng đám đông, có thể là nêu lý do là đi tìm gặp bác sĩ, yêu cầu bị hại ngồi ở đấy để đợi chờ và lợi dụng cái việc rất là đông trong bệnh viện hoặc là nhiều đường đi nối lại trong bệnh viện thì đã tẩu thoát và chiếm đoạt số tiền chiếm đoạt được. Trên đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp các đối tượng phạm tội hình sự bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trong thời gian vừa qua tại bệnh viện. Là cơ sở thăm khám, điều trị cho khoảng 2.000 bệnh nhân, nên mỗi ngày lượng người ra vào Bệnh viện Việt Đức là vô cùng lớn và phức tạp, với nhiều thành phần khác nhau. Xuất phát từ thực tế đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được bệnh viện đặt lên hàng đầu với nhiều biện pháp phòng ngừa, thậm chí là đấu tranh quyết liệt. Thứ nhất, hàng ngày chúng tôi phải giao ban để hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ, ví dụ như là tuần tra thường xuyên để ngăn ngừa những cái trường hợp mà giả mạo. Thứ hai là chúng tôi tuyên truyền bằng loa ở tại các cái vị trí tập trung đông người. Thứ ba nữa là tại các cái vị trí tập trung đông người thì chúng tôi có những cái biển cảnh báo để cho người bệnh và người nhà bệnh biết. Và một cái việc rất quan trọng nữa là chúng tôi phải thường xuyên phối hợp với Công an phường Hàng Bông và Công an quận Hoàn Kiếm để thực hiện cái công tác an ninh trật tự ở đây. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đưa ra khuyến cáo khi đến các bệnh viện thăm khám chữa bệnh, đề nghị người dân cần phải nghiêm túc chấp hành đầy đủ theo sự hướng dẫn và chỉ định trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế để đảm bảo việc khám chữa bệnh được an toàn, đúng quy trình. Đặc biệt, những vấn đề liên quan tới kinh phí, đóng tiền viện phí sẽ có biên lai và được đóng tại những vị trí thu ngân nhất định. Người dân tuyệt đối không giao dịch với người mình không quen biết, với những đối tượng đưa ra thông tin rằng mình có người quen hoặc có thể tiếp cận với bác sĩ. Người dân cần báo cho lực lượng bảo vệ, lực lượng công an có mặt tại bệnh viện để kịp thời xử lý